mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ một chiếc máy bay với các bạn. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái thân máy bay trước nha. Khép nó lại với nhau. Nào, làm cái đít cho nó thôi. Giờ làm cái mũi cho nó thôi. Bây giờ làm cái mũi cho nó thôi. Bây giờ làm xo cho nó thôi. Bây giờ xo cho nó thôi. Bây giờ cho nó xích xuống miên đi. Mà không phải xích xuống để cho nó nhỏ lại. Bây giờ mình sẽ vẽ cái cánh nha các bạn. Cho nó cái cánh, hai cái cánh luôn nha. Do nó bị nghiêng cho nên nó có cánh có dài, có cánh ngắn có cánh dài nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ cái cánh gì đây, cái gì đây, cái đồ mà quay trên cánh máy bay á, mình vẽ luôn nha các bạn. Không biết đó là cái gì nữa, kệ vẽ luôn nha. Nó bự qua mình về nhỏ lại. Chiều. Vô rồi hút xong. Rồi tiếp giờ vẽ cái đuôi cho máy bay nè. Gàn cho cái đuôi ngắn lại, dạy máy bay bay đuối luôn ai. Bay đuối luôn ai. Giờ vẽ cái kính cho chiếc máy bay. Cái kính đằng trước á. Bây giờ vẽ cái lằn chiếc máy bay. Bây giờ giá chiêu chất nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ giá cái kính nha các bạn. Mười ba cái kính nha các bạn. Mình sẽ vẽ 13 cái kính lận. Mình copy nó ra nha các bạn. Xong rồi bây giờ mình sẽ vẽ lại cái này sao nó kỹ nha các bạn. Vẽ lại nha. Sẽ có dấu vải. Bây giờ mình sẽ tô màu nó vô nha các bạn. Tìm màu cho nó. Đổ màu vô nha. Ồ sai rồi các bạn. Hồi nào đúng. Mà đó không đúng. Hồi nãy đậm quá. Xin lá cây kìa mà. Không coi. Rồi. Cho cái màu ở dưới nó đậm hơn. Nó nhạt, nó đậm hơn một chút. Và mình sẽ kết thúc ngay chỗ này nha các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Ở video tiếp theo nha. Các bạn nếu có thích video này thì các bạn phải nhấn like, comment, nhấn chuông.